Rồi, xin mời cả nhà chúng ta cùng tiếp tục chơi chuyện trận đấu giữa ông 30 và ông Xe vào sáng ngày 9 tháng 11. Và trận đấu bắt đầu. Có cú khẩu lao nào không? Không lao. Bên phía tay phải của chúng ta là ông 30, và bên tay trái chúng ta là ông Xe. 81 trở lại của ông. Anh em coi thì chú ý nha, để khi trâu mà nó không chạy thì có ai mà để mà chạy ra để nó mất công ha. Đây đây. Chưa có nào cả. Mày đây đâu. Trận này quá êm luôn, đánh như trên đệm mút. Xe là này dũng mạnh hơn, xe có vẻ tự tin và dũng mạnh hơn vẫn trước nhiều. Hiện tại nó sừng, xe nó sừng nó kia mà mất bắp nó được. Đấy còn bằng á, ở đây không? Ui, ui, ui. Đấy như vậy là hay đấy. Đấy bắt luôn. Lên lên. Nói chung là thế 30 cũng thì Xe cũng muốn cán lắm. Cả thế thôi. Chứng quả sừng rất lợi hại. Cặp sừng cặp kiếm phải nói lợi hại. Nói về trâu chiến thì
Bình Phước là số 1. Đội của ông Châu mà khoác lên mình bộ kiếm mạnh thì có thể chiếm lĩnh được khoảng 40%. Tự tin hơn. 30 xuống được trước giới là nó cả. Thế của 30 là quỳ xuống, không lên được. Hay lắm, gỡ được. Trở lại đi. Ây trời ơi. Ây, đánh lên. Lên luôn. Lên, ây, tiến lên, tiến lên. Ây, trời ơi. Không cao không nào. Yeah.
Rất cường tráng. Rất kiên cường. Hay quá hay luôn. Quá hay. Hai con đều cảm. Hai con đều cảm. Ăn miếng tạm biệt, ăn miếng tạm biệt, ăn miếng tạm biệt. Nhưng mà cái sừng cám của xe này hơi dài, vòng qua cổ. Dỡ lên xe. Dỡ lên. Rồi 13 phút tranh tài, cuối cùng xe không chịu nổi và đã thua trận. Rất tiếc. Rất tiếc. Còn đấu, hả? À, thế nào? Xe về Gia Lai thôi.